Đây là viên thuốc trong truyền thuyết sao? Người hãy uống lẹ đi. Sao nó kỳ kỳ vậy anh Thánh Tử? Được rồi, hãy đi giải quyết tụi nó đi. Tại cái thù này đó. Không kỳ lạ. Dạ. Quá. Dạ. Dạ. Để gì cho tạc thế? Ôi chui qua cho rồi. Thằng này sát nhân mà chui. Mất thể diện, để tao nhảy cho coi. Cuối cùng tao cũng qua. Gọi qua có cùng nghĩ rồi. Sao cái gì mà cùng như vậy à? Cầm vui như vậy. Không được rồi. Rồi đó tụi nó tới cái rồi, chiến đấu mới được. Ôi sao con khóc được đó. Hôm nay ngày tài của mày đã tới. Chưa chắc đâu. Nghĩ làm gì ta? Cái đàn của anh đang làm gì? À, lấy hàm răng chắc kỳ đổi qua cho người rồi đó. Mọi người thì chạy theo ta đi. Mày đứng lại cho tao. Cho to hả? Quả này đơn giản, tôi nhận một phát đâu quá luôn. Cái thằng này, co cũng không biết nhảy. Để nhảy cho. Mày dính bẫy của ta rồi. Chỗ kia có mấy nước kìa. Để ông nói đi. Nước đi, nước đi. Thằng Lưu Anh, sao nhìn mặt thấy quen vậy? Em chính là bà lão bán nước thân thiện. Bạn còn ngại gì, uống đại đi. Cho em xin hai xiền. Cái gì hả? Mày biết tao là ai không? Biết tao là ai không? Mấy anh là thằng nào? Ta xin tự giới thiệu. Ta xin nhân, búp bê, cất cất. Ta chính là chú Hề, ma quái. Còn ta chính là Liên Hồng Sát Trần. Sao tôi thấy giống như cặp đôi ngương quá vậy? Chứ thằng nào là vợ, thằng nào là chồng đâu? Tao là chồng đó. Tao là vợ vậy. Tao không cần biết tụi bay là hả? Nhưng tụi bay có biết tao là ai không? Ta chính là Pháp Sư Sói đây. Tụi bay vừa mới uống nhầm thuốc độc của tao rồi đó. Tao đau bụng quá bay. Hên quá tao không bị đau. Tao cũng bị đau luôn rồi. Tới đây, dõi đi, bắt tao đi. Chết bà rồi, cái này xung xung rồi, phải xin nó tha mạng mới được. Mấy anh tha mạng cho em. Mày tưởng mày khóc được hả? Vậy là tụi nó đã đi toilet rồi. Kế hoạch của ta đã thành công rồi. Chạy thôi. Người chạy đi đâu? Nè, khi anh Trang vừa che lắp hấp xương sói và trở lại thành người. Hai đứa này, hai đứa đâu? Sáng giờ không thấy ổn chưa vậy? Để cả tôi em có gì? Ăn lại! Sao mày để nó chạy trốn qua vậy mày? Em đi kiếm nó mà sáng giờ nó cho thuốc em uống là bụng rồi. Được rồi, mày á, kêu chiếc kia lại đây. Rồi hai mày giữ nó ra nào. Tao đi có chuyện chúng á. Chiếc kia mày ra đây ổng đi đâu. Đi đâu? Nói là bây giờ tao sợ tao trốn mấy giờ luôn. Mày là em cung nó đi. Tao thôi lắm rồi. Xong Jason về giết chết bà mày luôn. Mày dám nói đại ca vậy luôn. Bây giờ mày có khai không? Khai không? Thằng Thám Tử đang nằm ở đâu? Em không biết. Mày có chịu khai không? Không. Có chịu khai không? Không. Mày có khai không? Không. Mày có khai không? Khai.
Cái quần này nó khai quá anh ơi. Mày không biết hả? Quần 10 năm nay tao chưa giặt rồi đó. Còn tí tí của tao không giặt. Ghê quá. Trời ơi, lần cuối mày có khai không? Khai thúi quá. Còn không chịu khai hả? Em khai rồi đó, cái quần nó khai quá anh ơi. Thôi rồi, em có mấy món ở lực này em muốn đưa cho anh. Đừng có hành hạ em nữa. Sao không nói sớm? Để tao trước cái quần xì của tao đó. Mặc lại. Rồi, ở lực tao đâu? Còn tao nữa. Được rồi, hai anh đều có hết. Được rồi, để lấy cho cái anh. Em chào anh, chào anh. Còn tao đâu? Được rồi, anh cũng sẽ có phần. Đây là cái dao hàng ngày em lấy cạo râu của anh. À, chào anh, chào anh. Cạo râu à, em thêm cũng được. Ngày nãy về nhà ta cạo râu mắt. Dạ, tụi nó có quà hết. Quà tụi đâu? Món bảo vật của anh đây nè. Cục cướp kia à? Tại sao mày cho hàng kia cái kiếm, hàng kia cái súng, còn tao bị đưa cục cướp vậy? Anh không biết à, đây không phải là cục cướp, đây chính là cái dao cạo râu hàng ngày của em. Nó còn có một cách đó là cạo tóc. Anh nhìn thấy cái dao cạo tóc của em nó công hiệu không? Cắt xong nó gọn. Ủa sao nó dài vậy? Dao cạo mọc tóc. Wow, dài nó ra mắt trường hết cho tao. Tao để ý cái này. Từ chứ. Mấy anh ơi, em mất tè quá, cho em đi tè đi. Tầm này, tè bãi bãi luôn mày. Mấy anh chơi kỳ quá, tè đi, sao mà tè. Cho anh tè tỉnh đi. Chứ tè luôn mày. Mấy anh không cởi chó làm sao em cầm tè được. Tao nói nhỏ vậy nè, để tao giúp mày cầm chó. Đúng kè đó, mày tè đi. Giờ tè tôi cầm dùm cho. Ủa sao của mày nó vừa bự, mà vừa sần sùi ngộ vậy ta. Mày đúng rồi. Cái gì mà mềm vậy? Nháo nữa. Mày giỡn mặt với tao hả? Tao khám tử là không tới cứu mày, tao sẽ giết mày hôm nay luôn, tự khử nó. Cô em gì ơi, anh thám tử ơi. Không biết pháp sư sói nằm đâu nữa. Đang bị trọng thương, phải đi kiếm máu mới được. Thì ra tụi nói dầm dở pháp sư sói ở đây sao? Sao lại biến lại dạng thành vừa rồi? Chết rồi, là ám hiệu cho pháp sư sói rồi. Em có tháp cái gì đâu. Bị giật giật cái gì vậy? Bị kinh khủng hả? Chết ba rồi, kẻ nào bị bắt rồi. Mày có biện pháp gì đó cứu nó. Còn cái giếp. Mày làm gì đó? Trời ơi, sao mày ngu vậy? Mày làm gì để cho nó phát hiện chứ vậy? Anh thanh tử làm sao sao em biết được? Nó nhìn qua em xong nó nhìn qua anh hay sao? Thật tụi mày ngu quá. Mày lẹo lưỡi mày nhắn giống như con điên vậy. Làm sao nó không biết? Ủa bây giờ làm sao bây giờ? Không lẽ mình chạy chết ở đây hay sao anh thanh tử? Tao có cách rồi, để tao phun cái găng giả ra. Mày cởi trói nghe chưa? Ủa, mày có quỷ, mày không mất mẻ với thằng con mày á. Nhớ lên. Từ từ anh thanh tử, cái hàm răng của anh nó bén quá, em sợ cắt vô tay. Anh hỏi anh thanh tử đi, mày chạy đi, nhớ lên. Chạy. Cái gì mày giỡn vậy? Chạy đi. What? Mày chạy đi. Mày chạy đi. Đưa lại.
toàn kinh thắng, tại là sát khí, nhưng phải thuộc bình thường của chúng ta. Người phải đi theo tụi ta. Hahahaha. Hahahaha.